Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa kể về hành trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của cặp đôi Chu Vận, Trương Tịnh Nghi và Lý Tuân, Trần Phi Vũ. Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân vướng vào vòng lao lý. Chính vì có niềm vui, nỗi buồn cùng những nỗi nhớ nhung say dứt nên trong truyện gốc thì chuyện tình của cặp đôi nhân vật chính cũng được miêu tả với nhiều cảnh nóng. Trong phim Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa có những cảnh Lý Tuân và Chu Vận ở trong khách sạn hay không gian riêng nhưng thường không làm gì cả. Điều này khiến cho fan của bộ đôi tương đối hụt hẫng, nhưng có lẽ chủ ý của đạo diễn là giữ cho thời sinh viên của nhân vật được trong sáng. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có rất nhiều chi tiết ngầm khẳng định mối quan hệ của Chu Vận và Lý Tuân đã lên một tầm cao mới. Như tầm 19 vừa rồi, cả hai có nói đùa với nhau là hoạt động gân cốt một cách diễn đạt chuyện giường chiếu tinh tế, hài hước và không hề nhạy cảm. Hay nhiều cảnh phim cũng có thấy Chu Vận ở qua đêm nhà Lý Tuân và chắc chắn giữa họ đã có điều gì đó của những cặp đôi yêu nhau lâu năm. Dù vậy, có thể thấy, ở nhiều đoạn cắt phần 2 của Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa, khi Lý Tuân và Chu Vận đều đã trưởng thành, đạo diễn sẽ chú trọng thể hiện nhiều khía cạnh người lớn hơn nên fan của cặp đôi này hãy cứ chờ đợi nhé! Bạn thấy video ngày hôm nay của chúng mình thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận xuống dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong các video hấp dẫn hơn!